Giờ đến cách thứ hai là làm cái chuyện này. Vẽ một hình vuông thì giữ phím shift này. Giữ phím shift. Sau đó vẽ hình vuông kéo ra, căn chỉnh vào hình tròn này. Chà. Thì bây giờ lấy cái hình vuông này tạo thành cái lưới cho nó. Độ phân giải là 0.1 đúng không? Ok. F6. Thì cái chiều 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 cao của vòm này đúng không? Chiều cao của cái vòm này này chính là cái chiều rộng này. Chiều rộng của những cái hình hình vector của mình. Nhớ chia cho 2. Thì cái hình của mình cái chiều của nó đang là 5 ly đúng không? Chiều x kéo 5 ly. Chiều này cũng thế, chiều y này của mình là 5 ly. Thì 5 chia cho 2 được là 2,5. Nghĩa là cái chiều cao vòm của mình bây giờ cần lên là 2,5 để nó cân đối. Ừ. Mình vào công cụ là dùng công cụ Shift D. Shift D lên cối. Ừ. Lên cối. Ô đầu tiên mình sẽ chọn là ellipse giống như ở bên môi trường comment. Bây giờ cũng là rian hết đúng không? Là đặt số là 2.5 vào chiều cao của cái vòm á. Chiều cao. Ở chiều cao của vòm này. Chiều cao của vòm này là Rồi. 2.5 này. Bây giờ mình sẽ chọn bây giờ mình sẽ nhấp vào mình sẽ đánh dấu vào ô đây. Hai gơ. Hai gơ. Hai gơ có nghĩa là nó hàn vào nhau, nó chồng lên nhau. Nó sẽ hàn vào nhau chứ nó không chồng lên nhau. Về mình cứ nhấp nhấp chuẩn. Ấn sang Shift B để xem. Cứ nhấp đến đâu là nó tự hàn này đầy thế. Được. Nếu mà chẳng may mình ấn vào Add này nhầm này. Nếu mà mình không chọn vào Add thì khi mình chọn như thế Đè này lên. nó sẽ đèn đè lên. Được. Được. Mình phải đổi sang chế độ 2G này. Đấy. Hoặc là ví dụ hình của mình chẳng may có một hình to hoặc là vector to, vector nhỏ thì mình sẽ chọn vào xem hết. Có nghĩa là chiều của mình nó không cân cân đối ấy. Xem hết có nghĩa là kể cả hình to ấy, hay là bất kể hình to, vector to hơn hay nhỏ hơn tí thì nó đều là lên 2,5. Chưa? Thì thường thường là chọn là xem hết hơn là Rian. Rian chẳng may ví dụ hình của mình nhỏ nó thành quả nhót nhưng mà hình của mình nó chẳng may có một hình vector nó chênh lệch nhau một tí thì mình sẽ chọn vào xem hết này. Xem hết là phải bằng nhau tất. Có nghĩa là bằng nhau hết, thằng to cũng như thằng nhỏ. Đấy, cứ thế mình nhấp. Nếu mà mình nhóm hết tất cả những cái thằng này vào một đối tượng thì mình sẽ tích chuẩn một lần cái là từ từ nó lên hết. Còn nếu mình không nhóm thì mình cứ từ từ mình ấn. Ví dụ hình này nó bị lỗi này, hình này đang bị lỗi vector mình nhấp vào nó không lên này thì mình xử lý lại sau. Có thể là dùng lật. À, ví dụ hình này nó lật, nó bị lỗi đúng không? Thì bây giờ mình lật, lật thì có thể là bây giờ mình ra mình sửa vector, mình ra môi trường comment này, mình sửa lại vector cho nó chuẩn rồi sau đó mình vào sang Shift D này mình lên, đúng không? Lên bình thường. Hoặc là cách thứ hai là muốn lật nhanh, lấy lại làm đủ thằng này lại. Muốn làm nhanh thì bây giờ mình vào công cụ lật này, Feature này, System này, mình tích vào ô R này, ô thứ hai này, Thứ hai. mình tích vào ô bên trái này, tích vào bất kể vị trí nào nhưng mà trên đối tượng 3D của Rồi. cái bên trái hoặc bên phải, Kích vào bên nào nó lật nó lật tự đôi cái, xuống ra bên này. thì tự nó lật sang bên kia, yeah. Thì khi nó lật, rác lại này. Ý cái góc của mình đây này, Shift D, đấy, góc của mình. Nếu cái góc của mình sai thì mình dùng Shift D mình tích lại. Đấy, giờ, vừa rồi khi nó lật nó gây ra lỗi thì mình nhấp nó lại. Đấy, mình lật lại. Nếu thấy góc của mình nó bị lỗi là mình xử lý lại ngay. Mình vẫn dùng Shift D mình lật lại, mình làm lại. Ví dụ đoạn này nó lỗi. Cái góc này nó cứ bị tù tù anh nhỉ. Đâu? Đấy. Góc này nó Nó bị không được thẳng. không, nó tù như thế này nó mới đẹp. Rồi. Còn nếu mà muốn cho nó thẳng mình phải dựng theo cách khác. Đây. Ẩn vector đi để xem. Nghĩa là hình của mình bây giờ là nó xem chiều cao của nó này, và model này.
trang phong Z này, chiều cao của nó là đúng 2,5 này, đẹp. Có nghĩa là cái khối của mình lên chuẩn là 2,5. Hình của mình bây giờ rất là đẹp. Đấy là hai cách làm nhá.